cả nhà nha. Bữa nay mình ghé đám cải của chú Hai, mình xin chú Hai vài cái cải này về để mà mình làm dưa cải, mình ủ với nước cơm tầm khoảng là 5 ngày là bắt đầu dưa cải nó sẽ có độ chua ha. Cái bắt đầu cái mình lấy ra mình sắc, mình trộn tỏi ớt chanh rồi đó, đường đó cho nó vừa ăn, mình đặng mình mà ăn với lại thịt kho trứng là món ăn vừa dân dã mà vừa truyền thống của nước cơm Việt Nam mình nữa ha. Bây giờ bắt đầu mình hái cải về nhà mình làm ha. Mình sẽ nhổ nguyên cái gốc nó lên cả nhà. Đứng lên, đứng mạnh lên. Dạ. Wow, nhổ luôn nguyên cái gốc này. Đây, cải bự to quá nè. Cái rễ nó chút xíu này chị. Nè Nhung. Ê, hãy tiếp cây thứ hai. Dạ. Đây, đây là cải, cải. Cải xanh đưng. Tốt quá nè, cải này là cải vườn nhà nha mọi người, cả nhà không có sâu nha. Rồi mình đi qua bên đây đi, lá nó giòn thì chị bẻ nó kia. Bắt đầu mình đi qua luống bên đây đi. Sắp chết tay ga luôn chị cưng ơi, tại vì mới chạy mưa cho nên đường nó mới xịn vậy nè. Mình thấy mấy cây cải này như đây là mình đã đủ ăn rồi nghe cả nhà. Bây giờ mình đi về, mình đi về mình tiến hành ngăn cải. Được không chị? Được. Chờ mưa, chờ mưa cái đường đi nha. Chú không cho nhóm mình mấy cây cải xạy nè các bạn. Bây giờ mình sẽ làm dưa nha. Rồi chị giúp em cắt cái này nha em. Cái này lá bự thì mình sẽ cắt đôi ra cho nó dễ thấm, còn lá nhỏ thì mình để nguyên, mình không cắt. Cải còn rất là tươi luôn. Cải này ở đây mình trồng nhiều lắm, hầu hết nhà nào cũng có trồng, tại vì sắp tới Tết rồi đó, người ta trồng để làm dưa bán Tết. Bỏ vô keo để nhà ăn. Dạ. Cải này thì mình cắt ra như vậy xong rồi một lát mình để muối nè, với lại phèn vô mình ngâm. Nhưng mà trước khi ngâm mình có trụng nước sôi sơ qua một lần để cho nó bớt cái độ nồng của cây cải này, mình dễ ăn hơn nha mọi người. Trên chưa thấm con rồi. Mình phải lấy cái đôi đũa. Cái đôi đũa sơ cho nó thấm đều. Thank you.
nồi thịt kho trứng nữa ha, chấm ăn đã luôn. Không cần phải bán hết đâu, đi cũng được. Bây giờ đổ cải vô. Ở đây em có cái ghế, ghế nọ giờ dằn nó rồi. Đi đè đè cái cải này cho nó vô gọn, cho nó dễ. Lấy tấm hớt mình dằn lên. Cái này thì mình ngâm với nước muối với phèn như vậy thì khoảng 4-5-6 ngày là mình ăn được rồi. Nhưng mà như vậy thì cải nó cũng chưa có đủ ngon. Đúng thời hạn của nó là 1 tuần thì lúc đó cải nó sẽ thấm và nó ngon hơn nha mọi người. Mọi Tư có nhà không? Mọi Tư, mà sao giờ còn có 3 con thôi. Hết rồi các bạn ơi. Sao chứ đủ làm nồi thịt kho không ta? Dạ con lụm được rồi nè Mở Tư. Dạ Mở Tư cho thêm 5 trứng nữa nè. Dạ. Thôi chứ có 3 trứng khó vậy. Dạ. Ủa,
Chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm món thịt kho trứng. Thịt kho trứng ăn với dưa cải. Dưa cải hôm bữa mấy đứa nó nhổ đó. Mình làm dưa thì hôm nay nó là được 5 ngày rồi, nó thấm rồi. Bắt đầu mình trộn lại rồi mình sẽ ăn với chấm nước thịt này. Bây giờ thì mình sẽ giả củ hành tím nè, với ớt. Ớt thì mình chỉ lấy vỏ à, mình bỏ hộp à, cho nó đựng cay á. Mình sẽ giả này mình ướp. Rồi dưới mình sẽ ướp với đường phèn. Còn một thầy bắt để đâu ta? Đây. Bỏ đường phèn này một chút nữa mình sẽ ướp với thịt. Cái này bắt đầu mình giả xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ ướp thịt. Mình sẽ ướp nước mắm. Khó quá. Khó cay mắt luôn. Nước mắm mình không có dùng đường cát nha các bạn. Mình chỉ dùng đường phèn. Đường phèn mình ướp vô mấy miếng thịt nó thơm mà nó trong nữa. Nó ngon hơn là đường cát mình. Giờ mình sẽ ướp đường phèn. Bây giờ cái nồi nước dừa sôi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ thả thịt vô. Bây giờ cái nồi nước dừa sôi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ thả thịt vô. Đây nè các bạn, hồi nãy thì mình có đi xuống nhà mợ Tư đó, mình xin ít cái trứng vịt của mợ Tư để ở dưới nhà bà đó. Mình chi luộc trứng vịt. Mình luộc xong rồi nè, giờ mình đang mình lột xong rồi mình để vô nồi thịt. Đây là cái thao dưa cải muối của mình.
Thầy, hôm nay là được 5 ngày rồi. Giờ dưa cải nó thấm rồi nè các bạn. Đó, cái hao dưa vàng tươi luôn. Đây, hồng cải mình đã thấm rồi nè. Bây giờ mình sẽ xả nó nha. Xả nước cho nó sạch. Màu vàng đẹp quá. Mình bớt cho nó ra mấy cái chất, còn nó chua với lại nó nằm của nó đó. Đã chín rồi nè các bạn. Còn đây là cái dĩa dưa cải Nhung đã trộn xong rồi nè. Đó. Bây giờ mời các bạn cùng ăn với mình nha. Rồi, mấy em ơi. Đổ lên ăn cơm thôi. Ăn đi. Ăn nhiều vô nha. Tự nhiên ngồi xích vô ăn rồi nha. Ngồi sát cho nó tới. Ngồi sát cho Thịnh. Tới không con? Thank you.
Video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra xem video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.